Kính thưa quý vị, nguyên thủ các nước phi châu họp thượng đỉnh tin từ Addis Ababa. Các nhà lãnh đạo phi châu đang tới thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để họp thượng đỉnh. Cuộc họp nhằm thảo luận tình trạng các nhà lãnh đạo đương kim bị Tòa án Hình sự Quốc tế hay ICC truy tố. Tòa án ICC hiện đang tiến hành xét xử Tổng thống Uhuru Kenyatta và Phó Tổng thống William Ruto của Kenya và đã ra trác bắt giữ Tổng thống Umar al-Bashir của Sudan. Tức giận đối với ICC đang gia tăng ở Phi Châu bởi vì họ cho rằng ICC chỉ tập trung vào việc truy tố vào Phi Châu, không dám đụng chạm tới tội ác các nơi khác trên thế giới. Thủ tướng Haile Mariam Desalegn của Ethiopia nói rằng 54 nước Phi Châu không phải đang chống lại ICC, nhưng muốn ICC phải nghiêm chỉnh đối với sự quan tâm của Phi Châu. Thủ tướng Desalegn cũng nói rằng việc xét xử Tổng thống và Phó Tổng thống Kenya là hành động coi thường chủ quyền quốc gia. ICC truy tố Tổng thống Kenya và Phó Tổng thống Ruto tội là xúi dục bạo động hậu bầu cử năm 2007, làm cho 1.200 người thiệt mạng. Ông Kenyatta và Ruto bác bỏ tố cáo nhưng tuyên bố là sẽ ra tòa ICC để rửa sạch tên tuổi. Thủ tướng Desalegn cũng nói với các nhà lãnh đạo Phi Châu rằng Liên Phi đã yêu cầu ICC xếp bỏ vụ truy tố để người dân Kenya có thể sống hòa hợp, hòa giải, nhưng đã không được quan tâm. Một lần nữa, ông ta muốn nói rằng vấn đề không chỉ cho riêng Kenya mà cho cả Phi Châu. Phó Tổng thống Ruto đã ra tòa ICC từ tháng 9, Tổng thống Kenyatta sẽ ra tòa xét xử vào tháng 11.